Thân chào các em học sinh khối lớp 7 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Chào mừng các em đã đến với tiết học địa lý ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang chương 6, đó là Châu Phi. Và trong nội dung chương 6, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế xã hội của Châu Phi. Hôm nay các em sẽ vào bài học đầu tiên trong chương 6 để tìm hiểu về đặc điểm vị trí địa lý, hình dạng lục địa, đặc điểm địa hình khoáng sản cũng như là khí hậu của Châu Phi. Vậy cụ thể như thế nào thì cô và các em sẽ cùng tìm hiểu sang bài 26 và bài 27, Thiên nhiên Châu Phi. Trong bài 26 và bài 27, cô cùng các em sẽ tìm hiểu 4 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, vị trí địa lý. Nội dung thứ hai, địa hình và khoáng sản. Nội dung thứ ba, khí hậu. Và nội dung thứ tư, các đặc điểm khác của môi trường. Để biết được vị trí của Châu Phi như thế nào, thì cô cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu phần 1 nhỏ, vị trí địa lý. Các em hãy quan sát vào lược đồ các châu lục và đại dương. Các em hãy xác định vị trí địa lý của Châu Phi. Quan sát vào lược đồ, dựa vào nền màu, các em có thể xác định được vị trí của Châu Phi, đó là nền màu xanh. Nền màu xanh là thể hiện cho Châu Phi. Dựa vào bảng diện tích các châu lục trên thế giới, các em hãy cho biết diện tích của Châu Phi là bao nhiêu và hãy so sánh diện tích của Châu Phi với diện tích của các châu lục khác. Dựa vào bảng diện tích các châu lục trên thế giới, các em có thể trả lời được Châu Phi có diện tích là hơn 30 triệu km vuông, là châu lục lớn thứ 3 trên thế giới, sau châu Á với diện tích là 44,4 triệu km vuông và châu Mỹ với diện tích là 42 triệu km vuông. Các em hãy dựa vào tập bản đồ địa lý 7, trang 10 hoặc lược đồ tự nhiên Châu Phi trong sách giáo khoa trang 83 và trả lời các câu hỏi sau. Các em hãy xác định vị trí và vĩ độ của điểm cực Bắc và điểm cực Nam của Châu Phi. Như vậy thì điểm cực Bắc của Châu Phi nằm ở mũi Blanc, có vĩ độ là 37 độ 20 phút Bắc. Và điểm cực Nam nằm ở mũi Kim, có vĩ độ là 34 độ 50 phút Nam. Từ đây, các em hãy xác định vị trí của đường xích đạo và các đường chỉ tuyến. Đường xích đạo là đường màu xanh và nằm ở vĩ độ là 0 độ. Đây chính là đường xích đạo. Đường chỉ tuyến Bắc nằm ở bán cầu Bắc và là đường màu xanh, nét Đức. Đây chính là đường chỉ tuyến Bắc. Đường chỉ tuyến Nam nằm ở bán cầu Nam và cũng là đường màu xanh, nét Đức. Và đây là đường chỉ tuyến Nam. Và các em hãy cho biết các cái đường này đi qua phần nào của Châu Phi. Về đường xích đạo, thì đường xích đạo gần như đi qua khu vực trung tâm của Châu Lục, qua bồn địa Congo và hồ Victoria. Đường chỉ tuyến Bắc. Đường chỉ tuyến Bắc đi qua Bắc Phi, hoang mạc Sahara. Và đường chỉ tuyến Nam đi qua Nam Phi, hoang mạc Kalahari. Vậy thì từ đây, các em hãy cho biết Châu Phi nằm trong môi trường nào? Phần lớn lãnh thổ Châu Phi nằm giữa hai đường chỉ tuyến Bắc và chỉ tuyến Nam, nên Châu Phi gần như nằm hoàn toàn ở đới nóng. Chỉ có một hai phần nhỏ diện tích nằm ở phía Tây Bắc và Đông Nam của Châu Lục, nằm ở đới ôn hòa. Như vậy thì Châu Phi, mình xác định là Châu Phi nằm ở đới nóng. Các em cũng sẽ dựa vào tập bản đồ địa lý hoặc lược đồ tự nhiên của Châu Phi và cho biết Châu Phi tiếp giáp với các biển và đại dương nào. Các em sẽ hoàn thành vào phiếu học tập dưới đây.
cho biết châu Phi tiếp giáp với các biển và đại dương nào ở phía Bắc, phía Tây, phía Đông Nam và phía Đông Bắc. Và đây là kết quả của phiếu học tập. Các em sẽ cùng quan sát lên trên màn hình và so sánh với kết quả của các em, xem các em đã làm đúng hay chưa nhé. Ở phía Bắc, châu Phi tiếp giáp với biển Địa Trung Hải. Ở phía Tây, châu Phi tiếp giáp với Đại Tây Dương. Phía Đông Nam tiếp giáp Ấn Độ Dương và phía Đông Bắc tiếp giáp với Biển Đỏ. Ở phía Đông Bắc thì châu Phi ngăn cách với châu Á bởi kênh đào. Yeah. Châu Phi nối với châu Á bởi kênh đào Suez. Vậy thì kênh đào Suez có ý nghĩa đối với giao thông đường biển quốc tế như thế nào? Thì các em sẽ cùng quan sát lên trên lược đồ dưới đây. Trước đây, khi các nước châu Á và châu Âu muốn buôn bán, trao đổi hàng hóa bằng đường biển với nhau, thì tàu thuyền phải vòng qua mũi Hảo Vọng, điểm cực nam của châu Phi, mới đến được bờ Tây của châu Âu với thời gian rất dài, chi phí vận chuyển cao và gặp rất nhiều nguy hiểm. Từ khi kênh đào Suez đưa vào xây dựng và hoạt động thì tàu thuyền đã có thể rút ngắn được thời gian và chi phí vận chuyển bằng cách đi qua kênh đào Suez. Như vậy thì từ đây ta thấy được là kênh đào Suez nó như là một cái điểm nút giao thông biển quan trọng bậc nhất của hàng hải quốc tế. Đường biển đi từ châu Á sang châu Âu qua kênh đào Suez, qua biển Địa Trung Hải nên thời gian được rút ngắn rất nhiều. Kênh đào Suez của Ai Cập được khởi công xây dựng vào năm 1859, trong 10 năm và hoàn thành vào năm 1869, dài 195 km, chỗ hẹp nhất là 60m và sâu nhất là 20m, tàu 150 tấn đi qua được. Là ranh giới giữa châu Á và châu Phi, nối liền Địa Trung Hải với Biển Đỏ, nối liền Đại Tây Dương với Ấn Độ Dương, là con đường tắt trên biển giữa phương Đông và phương Tây, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận chuyển và ít nguy hiểm hơn. Kim sẽ tiếp tục dựa vào tập bản đồ địa lý và lục đồ tự nhiên của châu Phi. Kim hãy xác định và kể tên các dòng biển nóng và dòng biển lạnh chảy ven bờ của châu Phi. Các em quan sát vào trong bản chú thích, dòng biển nóng được ký hiệu bằng mũi tên màu đỏ và dòng biển lạnh được ký hiệu bằng mũi tên màu xanh. Như vậy thì châu Phi có các dòng biển nóng như là dòng biển nóng Guinea, dòng biển nóng mũi kim và dòng biển nóng Mozambique. Về dòng biển lạnh thì châu Phi có các dòng biển lạnh đó là dòng biển lạnh Canary, dòng biển lạnh Benguela và dòng biển lạnh Somali. Các em hãy quan sát vào lược đồ và nhận xét đặc điểm của đường bờ biển châu Phi và cho biết đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của châu Phi. Các em sẽ cùng quan sát lên trên màn hình. Đường màu đen đó chính là đường mà cô vẽ về đường bờ biển của châu Phi. Nhìn vào đường màu đen này thì các em thấy là nó ít bị chia cắt. Nó nối liền với nhau và rất là ít khúc khuỷu. Như vậy thì từ đây các em có thể nhận xét được đường bờ biển của châu Phi ít bị chia cắt. Chính vì vậy mà châu Phi có rất ít vịnh biển, bán đảo và đảo. Và chính cái đặc điểm này nó đã làm cho châu Phi ít chịu ảnh hưởng của biển và có khí hậu rất khắc nghiệt. Tiếp theo thì các em sẽ kể tên các đảo và bán đảo của châu Phi. Châu Phi có đảo là đảo Madagascar và bán đảo là Somali. Với vị trí đường bờ biển và dòng biển lạnh chảy ven bờ như vậy, thì châu Phi đã hình thành nên những hoang mạc lớn nhất trên thế giới, hoang mạc lan ra sát bờ biển như là hoang mạc Sahara và hoang mạc Kalahari. Cô cùng các em vừa tìm hiểu xong phần 1 vị trí địa lý. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu phần 2, đó là địa hình và khoáng sản. Các em sẽ quan sát vào lược đồ tự nhiên châu Phi và cho biết
Châu Phi có các dạng địa hình nào? Để biết được Châu Phi có các dạng địa hình nào thì các em sẽ quan sát vào trong bảng chú thích. Ở đây thì có những cái nền màu và nội mỗi cái nền màu này sẽ tương ứng với từng độ cao khác nhau và từng độ cao này cũng sẽ tương ứng với những cái dạng địa hình khác nhau. Như các em thấy, nền màu xanh từ 0 đến 200 m sẽ tương ứng với địa hình là đồng bằng. Nền màu vàng sẽ tương ứng với địa hình là bồn địa và những nền màu đậm hơn sẽ tương ứng với sơn nguyên và núi. Như vậy thì các em có thể thấy được là Châu Phi gồm có các dạng địa hình đó là đồng bằng, bồn địa, sơn nguyên và núi cao. Vậy thì dạng địa hình nào là chủ yếu ở Châu Phi? Dạng địa hình chủ yếu sẽ là dạng địa hình chiếm diện tích lớn nhất ở Châu Phi. Quan sát vào trong lục đồ thì các em thấy được là cái nền màu vàng và cái nền màu đậm hơn nó chiếm diện tích rất lớn ở Châu Phi. Như vậy thì ta trả lời được dạng địa hình chủ yếu ở Châu Phi đó là bồn địa và sơn nguyên. Các em sẽ dựa vào lược đồ và xác định các dãy núi, sơn nguyên, bồn địa và đồng bằng ở Châu Phi. Về dãy núi cao thì Châu Phi có dãy Atlas và dãy Drakensberg. Về sơn nguyên thì Châu Phi có sơn nguyên Ethiopia, sơn nguyên Đông Phi. Về bồn địa thì gồm có bồn địa Sát, bồn địa Ninh Thượng, bồn địa Congo và bồn địa Kalahari. Đồng bằng ở Châu Phi rất ít. Các em hãy quan sát vào lược đồ tự nhiên của Châu Phi và cho biết địa hình ở phía đông khác gì so với địa hình ở phía tây của Châu Phi và tại sao lại có sự khác nhau đó. Quan sát vào trong lược đồ thì các em thấy được ở phía đông và phía nam của Châu Phi thì nền màu của nó đậm hơn rất nhiều, chứng tỏ là địa hình ở phía đông nam rất là cao. Như vậy thì ở phía đông nam, các sơn nguyên cao từ 1.500 đến 2.000 m tập trung nhiều. Còn ở phía tây và phía bắc thì các em thấy là nền màu của nó nhạt hơn. Như vậy thì phía tây và phía bắc ở địa hình thấp với các bồn địa và các hoang mạc. Sự khác nhau này là do phía đông được nâng lên mạnh hơn, tạo nên nhiều hồ hẹp và thung lũng sâu. Như vậy thì qua đây các em hãy cho biết hướng nghiêng chính của địa hình Châu Phi là gì. Như vậy thì địa hình Châu Phi sẽ cao ở phía đông nam và thấp dần về phía tây bắc. Từ đây các em hãy nhận xét về đặc điểm của địa hình Châu Phi. Châu Phi có địa hình tương đối đơn giản, lục địa phi như một khối cao nguyên khổng lồ, cao trung bình 750 m. Chủ yếu là các sơn nguyên xen lẫn với bồn địa thấp, có rất ít núi cao và đồng bằng. Đó là đặc điểm địa hình của Châu Phi. Đây là hình ảnh về sơn nguyên Ethiopia. Sơn nguyên Ethiopia là một khối núi ở Ethiopia. Nó được coi là mái nhà của Châu Phi. Và núi Kilimanjaro là đỉnh núi cao nhất Châu Phi với độ cao 5.895 m. Tiếp theo thì cô cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu đặc điểm của sông hồ Châu Phi. Các em cũng sẽ quan sát vào lục đồ tự nhiên của Châu Phi và xác định vị trí của các sông hồ lớn ở Châu Phi. Châu Phi gồm có các sông lớn như là sông Nin, sông Niger, sông Congo và sông Zambezi. Về các hồ lớn thì Châu Phi có các hồ như là hồ Sát, hồ Victoria, hồ Tanganyika và hồ Niassa. Như vậy thì các cái sông và hồ này nó có giá trị kinh tế như thế nào đối với Châu Phi? Thì các em hãy nêu giá trị kinh tế của sông và hồ ở Châu Phi. Sông và hồ nó sẽ giúp vận chuyển phù sa để bồi đắp cho đồng bằng màu mỡ. Sông hồ nó còn có giá trị về thủy điện, về giao thông vận tải và du lịch.
nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, cùng với đó là cung cấp và dự trữ nước cho sinh hoạt đời sống và phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp. Đó là những cái giá trị kinh tế của sông và hồ ở châu Phi. Đây là hai hình ảnh về sông Nin và hồ Victoria. Sông Nin ở Ai Cập có chiều dài là 6.695 km, là sông dài nhất thế giới và chảy ra biển Địa Trung Hải. Hồ Victoria có diện tích 69.000 km², là hồ nước ngọt lớn nhất ở châu Phi. Tiếp theo, cô cùng các em sẽ đi vào tìm hiểu đặc điểm khoáng sản. Các em cũng sẽ quan sát vào lực đồ tự nhiên châu Phi và cho biết ở châu Phi có các tài nguyên khoáng sản nào và xác định vị trí của các mỏ khoáng sản đó trên lực đồ. Các em sẽ hoàn thành vào bảng bên cạnh. Ở đây thì châu Phi được chia ra làm 3 khu vực: Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi, và đây sẽ là vị trí giới hạn của 3 khu vực này. Ở đây là vị trí giới hạn của khu vực Bắc Phi, khu vực Trung Phi và khu vực Nam Phi. Ở từng khu vực này sẽ có loại khoáng sản nào? Để biết được ở những loại khoáng sản nào thì các em sẽ quan sát vào trong bảng chú thích. Đây là tất cả các loại khoáng sản có ở châu Phi. Các em sẽ cùng quan sát lên trên màn hình và so sánh với kết quả của các em nhé. Ở khu vực Bắc Phi gồm có các loại khoáng sản như là dầu mỏ, khí tự nhiên, phosphat và sắt. Ở khu vực Trung Phi gồm có các loại khoáng sản đó là dầu mỏ, sắt, vàng, kim cương, mangan, bauxit, phosphat và uranium. Ở khu vực Nam Phi gồm có các loại khoáng sản đó là kim cương, chì kẽm, sắt, đồng, coban, chrome, nickel, vàng, mangan, uranium và thiết. Vậy thì dựa vào trong bảng này, các em có nhận xét gì về đặc điểm khoáng sản của châu Phi? Quan sát và dựa vào trong cái bảng cũng như là trong cái lược đồ thì các em có thể nhận xét được là châu Phi có khoáng sản rất phong phú, đặc biệt là kim loại quý hiếm như là vàng, kim cương, uranium, dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, đồng. Đây là một số hình ảnh về khai thác khoáng sản ở châu Phi như là khai thác vàng, khai thác dầu khí, khai thác quặng sắt và khai thác kim cương. Đây là một số hình ảnh về khai thác khoáng sản ở Việt Nam. Khoáng sản Việt Nam đa dạng, phong phú, có trữ lượng lớn như là than ở Quảng Ninh, dầu khí ở Vũng Tàu và sắt ở Thạch Khê, Hà Tĩnh. Đây là nội dung ghi bài của các em ở phần 1 vị trí địa lý và phần 2 địa hình và khoáng sản. Các em sẽ ghi nội dung này vào trong vở ghi của mình. Như vậy thì với vị trí địa lý và địa hình như vậy, thì khí hậu ở châu Phi có những đặc điểm gì? Thì cô sẽ cùng các em tìm hiểu sang phần 3 là khí hậu. Các em sẽ quan sát vào lược đồ tự nhiên châu Phi và giải thích vì sao châu Phi là châu lục nóng. Châu Phi thì có hai đường chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam đi ngang qua châu lục của nó. Chính vì vậy, điều này đã làm cho nhiệt độ trung bình năm của châu Phi luôn luôn ở mức trên 20 độ C. Chính vì vậy, châu Phi được gọi là châu lục nóng bởi vì có đường chí tuyến Bắc và đường chí tuyến Nam đi ngang qua châu lục. Tiếp theo thì các em sẽ dựa vào kiến thức đã học
và giải thích tại sao Bắc Phi lại hình thành nên hoang mạc lớn nhất trên thế giới, đó là hoang mạc Sahara. Bắc Phi hình thành nên hoang mạc lớn nhất trên thế giới là bởi vì Bắc Phi có đường chỉ tuyến Bắc đi ngang qua. Và Bắc Phi cũng chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh Canary chảy ven bờ ở phía Tây Bắc. Bắc Phi có kích thước rất là lớn, đường bờ biển của nó cũng ít bị cắt xẻ, cho nên biển rất ít ăn sâu vào trong đất liền, cho nên là khí hậu của nó cũng nóng và khô. Ngoài ra thì Bắc Phi cũng tiếp giáp với lục địa Á Âu, chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc từ lục địa Á Âu tràn xuống, cho nên khí hậu của nó khô ráo và khó gây mưa. Và đây chính là những cái lý do làm cho Bắc Phi hình thành nên cái hoang mạc lớn nhất trên thế giới, đó là hoang mạc Sahara. Sahara là hoang mạc nhiệt đới điển hình, mưa không quá 50mm trên năm, có nơi hàng chục năm không mưa. Ban ngày nhiệt độ từ 50 đến 60 độ C và ban đêm nhiệt độ hạ nhanh, nhiệt độ trên nhau 30 đến 40 độ C. Ven hoang mạc có cỏ, bụi thấp, trong hoang mạc có đá cát. Các bò sát chịu khát như thằn lằn, rắn, lạc đà có bướu dự trữ nước chịu khát. Ven hoang mạc có linh dương, đà điểu chạy nhanh kiếm cỏ. Kem sẽ dựa vào lược đồ phân bố lượng mưa ở châu Phi trong sách giáo khoa trang 85 và nhận xét về sự phân bố lượng mưa ở châu Phi. Để nhận xét về sự phân bố lượng mưa của châu Phi, thì Kem sẽ quan sát vào trong bảng chú thích lượng mưa trung bình năm tương ứng với mỗi nền màu. Và mỗi nền màu này sẽ tương ứng với những cái lượng mưa khác nhau. Màu xanh đậm nhất là lượng mưa cao nhất trên 2000mm. Và màu nhạt nhất là màu vàng, tương ứng với lượng mưa dưới 200mm. Như vậy thì quan sát lại vào lược đồ, các em thấy có nơi thì cái nền màu này nó phân bố rất là nhiều, và nơi thì nền màu kia phân bố rất là ít. Như vậy thì từ đây ta nhận xét được lượng mưa ở châu Phi phân bố rất không đồng đều. Lượng mưa lớn nhất trên 2000 đến 2000mm, tức là nền màu xanh đậm và xanh nhạt hơn một xíu, thì cái nền màu này nó phân bố ở hai bên đường xích đạo và ven vịnh Guinea, nơi chịu ảnh hưởng của khối không khí xích đạo nóng ẩm và dòng biển nóng Guinea. Lượng mưa từ 200 đến 1000mm thì nó phân bố ở phía bắc hoang mạc Sahara, phía đông bờ biển Ấn Độ Dương, phía nam hoang mạc Kalahari, ve dãy ven biển Địa Trung Hải và ven biển Nam Châu Phi. Lượng mưa thấp nhất dưới 200mm, tức là nền màu vàng, thì nó phân bố ở hoang mạc Sahara và hoang mạc Kalahari. Các em hãy quan sát vào lược đồ và cho biết các dòng biển nóng và các dòng biển lạnh có ảnh hưởng tới lượng mưa của các vùng ven biển Châu Phi như thế nào. Những nơi có dòng biển nóng đi qua sẽ làm cho nhiệt độ tăng cao và có mưa nhiều. Những dòng như các em quan sát vào lược đồ thì các em thấy là những nơi có dòng biển nóng đi qua thì cái nền màu của nó rất là đậm. Như vậy thì dòng biển nóng nó sẽ làm cho cái khu vực đó có nhiệt độ tăng cao và gây mưa nhiều. Còn những nơi có dòng biển lạnh đi qua thì nhiệt độ giảm và ít mưa. Như các em thấy là những nơi có dòng biển lạnh đi qua thì cái nền màu của nó nhạt hơn, nhiệt độ giảm xuống và rất là ít mưa. Như vậy thì từ những cái nội dung kiến thức ở trên thì các em hãy rút ra nhận xét về khí hậu của châu Phi. Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất trên thế giới, nhiệt độ trung bình năm trên 20 độ C, lượng mưa ít và giảm dần về phía hai chí tuyến, nên châu Phi đã hình thành nên những hoang mạc lớn lan ra sát biển như là hoang mạc Sahara và hoang mạc Kalahari. Cô cùng các em sẽ tìm hiểu sang nội dung cuối cùng, đó là nội dung thứ tư, các đặc điểm khác của môi trường tự nhiên. Các em sẽ quan sát vào hình 27.2, lược đồ các môi trường tự nhiên của châu Phi, và các em hãy kể tên các kiểu môi trường tự nhiên có ở châu Phi.
Để kể tên các kiểu môi trường tự nhiên có ở châu Phi thì Kem cũng sẽ quan sát vào trong bản chú thích. Và từ đây thì Kem có thể xác định được ở châu Phi gồm có các kiểu môi trường đó là môi trường xích đạo ẩm, môi trường cận nhiệt đới ẩm, môi trường nhiệt đới, môi trường địa trung hải và môi trường hoang mạc. Đây là hình ảnh các cảnh quan của các kiểu môi trường tự nhiên ở châu Phi như rừng xích đạo ẩm, rừng cận nhiệt đới ẩm, rừng nhiệt đới, hoang mạc và rừng cây bụi lá cứng. Các em hãy quan sát vào lược đồ và các em có nhận xét gì về sự phân bố các môi trường tự nhiên ở châu Phi? Ở châu Phi thì đường xích đạo đi qua gần như là khu vực trung tâm của châu Phi. Chính vì vậy mà các môi trường tự nhiên của châu Phi sẽ nằm đối xứng qua hai bên đường xích đạo. Như vậy thì vì sao lại có sự phân bố các môi trường như vậy? Là do vị trí và sự phân bố lượng mưa. Đường xích đạo đi qua gần như là chính giữa của châu Lục, đường chí tuyến Bắc thì đi ngang qua chính giữa Bắc Phi và đường chí tuyến Nam thì đi ngang qua phần giữa của Nam Phi. Như vậy thì ở giữa khu vực xích đạo thì sẽ có môi trường là xích đạo ẩm và ở khu vực chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam thì sẽ có môi trường là nhiệt đới và môi trường hoang mạc. Ở hai cực Bắc và cực Nam thì sẽ xuất hiện môi trường địa trung hải. Vậy thì từ đây các em hãy nêu đặc điểm của các môi trường tự nhiên. Các em sẽ dựa vào sách giáo khoa trang 86 và trang 87 để trả lời câu hỏi này. Ở đây thì các em sẽ nói về đặc điểm của bốn kiểu môi trường, đó là môi trường xích đạo ẩm, môi trường nhiệt đới, môi trường hoang mạc và môi trường địa trung hải. Môi trường xích đạo ẩm phân bố ở vùng địa Congo và miền duyên hải phía bắc vịnh Guinea, thảm thực vật là rừng rậm xanh quanh năm. Môi trường nhiệt đới, càng xa xích đạo lượng mưa càng giảm, rừng rậm nhường chỗ cho rừng thưa và savan cây bụi, nhiều động vật ăn cỏ như là ngựa vằn, sơn dương, hươu cao cổ và động vật ăn thịt như là sư tử, báo gấm. Môi trường hoang mạc thì gồm hoang mạc Sahara, Kalahari và hoang mạc Namib, có khí hậu khắc nghiệt, mưa rất hiếm, biên độ nhiệt ngày và đêm cao, động thực vật nghèo nàn. Môi trường địa trung hải thì phần cực bắc và cực nam của châu Phi. Mùa đông mát mẻ có mưa, mùa hạ nóng và khô, thảm thực vật là cây bụi lá cứng. Môi trường nhiệt đới và môi trường hoang mạc là hai môi trường điển hình ở châu Phi, chiếm diện tích rất lớn. Đây là nội dung ghi bài của các em ở phần 3 khí hậu và phần 4 các đặc điểm khác của môi trường tự nhiên. Các em sẽ ghi nội dung này vào trong vở ghi của mình. Và đây là toàn bộ nội dung của bài học ngày hôm nay, bài 26 và bài 27, Thiên nhiên châu Phi. Các em sẽ ghi nội dung này vào trong vở ghi của mình. Ở phần vận dụng và mở rộng, thì các em sẽ trả lời câu hỏi sau. Tác nhân chủ yếu hủy hoại môi trường là con người. Con người chặt phá rừng và để lại những ảnh hưởng xấu cho đất trồng, làm cho diện tích hoang mạc ngày càng mở rộng. Là học sinh, các em hãy đưa ra một số giải pháp nhằm bảo vệ môi trường, nhất là nơi các em đang sinh sống. Ở phần hướng dẫn về nhà, thì các em sẽ ghi bài vào trong vở ghi và làm câu hỏi ở phần vận dụng vào trong vở, và xem trước bài 28 và bài 29 của tuần 12.